vào viện với tình trạng thiếu máu và các bạn bác sĩ ra mặt đưa trực tiếp luôn, bệnh nhân này cần truyền máu. Thì câu hỏi đặt ra đó là bệnh nhân này truyền cái gì, biết là cần truyền máu đó. Vấn đề là mình là bác sĩ mình biết nhiều hơn, bệnh nhân này sẽ phải truyền cái gì, khi nào truyền và truyền bao nhiêu là đủ, truyền nó sẽ có những cái gì sẽ ra. Đó là lý do của cái bài giảng ngày hôm nay. Được chưa? Có định hình được một cái tình huống thực tế giờ để biết là lý do sao mình học cái bài này cho các bạn. Như vậy thì mục tiêu mình đã mô tả là thứ nhất đó là một số cái nguyên tắc trong cái chỉ định truyền máu. Thứ hai đó là mô tả đặc tính của máu và các cái chế phẩm của máu. Thứ ba đó là mô tả các cái phản ứng truyền máu. Và thứ tư đó là nhận diện và chẩn đoán một số cái tai biến gây ra cho truyền máu. Nhắc lại sinh lý, cái này bắt buộc phải biết từ bác sĩ đa khoa, bác sĩ đa mặt, dự xét nghiệm, điều dưỡng, ai cũng đã biết cái này hết á. Được chưa? Ký ức đau thương dọn này chưa? Bao nhiêu người rớt cái con này đó. Bài rớt đó, rất là giỏi ha. Nhắc lại thì các bạn đã biết rồi, đây là nhóm máu ABO. Và khi truyền máu thì bắt buộc phải tuân thủ nguyên tắc, đó là không để kháng nguyên ở trên hồng cầu của người cho liên kết với kháng thể trong máu của người nhận. Vì các bạn có bao giờ gặp cái tình huống là truyền nhầm nhóm máu chưa? Rất là khủng khiếp ha. Mình có lẽ học mình nghe hàng ngày á, nhưng mà thật sự khi mình gặp mình thấy nó đáng sợ cỡ nào. Bệnh nhân sẽ chết chưa tới 5 phút, rất là đau đớn ha. Và ngày nay thì gần như cái quy trình về truyền máu an toàn nó được đảm bảo rất kỹ và rất hiếm khi có cái tình huống nó xảy ra, nhưng không phải là không có. Vì ngoài nhóm máu ABO còn có những nhóm máu khác rơi xuống. Vậy chưa? Vậy thì về cơ bản thì có hai cái nhóm máu rơi xuống là rơi xuống dương và rơi xuống âm. Rơi xuống dương thì mình sẽ có cái kháng thể kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu, và mình sẽ có rơi xuống âm tức là không có kháng nguyên trên hồng cầu. Và nếu chúng ta truyền nhầm nhóm máu rơi xuống thì cái hậu quả nó cũng đi truyền nhầm nhóm máu ABO. Tuy nhiên bản thân trong cái nhóm máu ABO nó còn cái nhóm máu khác. Riêng nhóm A mình có A1, A2, A3, nhóm B mình có B1, B2. Tuy nhiên nó là những cái nhóm máu ít có ý nghĩa trên lâm sàng và rất khó để định lượng, cho nên người ta không đưa vào, nhưng nó có khả năng sẽ ra tai biến. Và chút nữa mình sẽ học nó sẽ có những cái tai biến mà mình thấy được, mình dự phòng được do cái kỹ thuật, cái quy trình, nhưng có những cái tai biến mà mình không có dự đoán trước được, và nếu nó xảy ra bắt buộc mình phải biết cách để phản ứng. Rồi, ngoài cái nhóm máu ABO và các bạn, chúng ta còn rất là nhiều nhóm máu chúng ta không biết, chẳng hạn như tiêu huyết, tiêu vi. Ngày xưa các bạn học sinh lý, các bạn không biết cái đó, chắc chắn là biết chứ sao học được. Không, chúng ta không chỉ có hai nhóm máu ABO và các bạn, còn rất nhiều nhóm máu khác mà chúng ta không được lượng được. Nhưng cái tỷ lệ mà vì nhầm nhóm máu nó đưa vào thấp, nên người ta không có đưa vào cái quy trình lâm sàng. Rồi quay trở lại nội dung của bài, đó là khi nào mình cần truyền máu, thì khi cần truyền, khi cần truyền mới truyền, không có thấy mệt là đi truyền nguồn được máu cái chuyện đó ha, thì do không có khỏe đâu. Mục đích của truyền máu đó là ngừa và giải quyết các cái rối loạn gây ra nên thiếu oxy do máu chuyển cung cấp oxy cho mô, nên một khi thiếu máu lập tức cái chuyện đầu tiên đó là cơ thể sử dụng tất cả các máu về để nuôi các cơ quan lớn, đó là tim não phổi thận. Do đó những cái hệ thống lọc máu ngoài tim chúng ta lập tức sẽ bị cắt cái nguồn cung cấp máu. Những cái biểu hiện cơ bản của khó cấp thì mình thấy đơn giản như là chóng váng, chóng mặt, được chưa, da xanh, niêm nhờ, thấy đổ ngoài tai, là tai chân thận. Nhưng nếu các bạn tưởng tượng cái tình huống đó mà nó kéo dài 10 ngày thì sao, 1 tháng thì sao,
thì cơ thể nó không phụ trợ được nữa mà nó sẽ dẫn đến suy các cái cơ quan, được chưa? Cho nên mục đích của chúng ta về việc máu là phải đảm bảo cái nhu cầu cung cấp oxy ở mức cơ bản. Thứ hai đó là chỉ truyền khi người bệnh kém dung nạp trên lâm sàng, đánh hết sức có thể để truyền máu cho những trường hợp đặc biệt, ví dụ như là tản huyết đường miệng, những cái bệnh lý về thalassemia, đánh hết sức có thể. Tại vì một bác sĩ lâm sàng ở khoa cực kỳ ghét truyền máu, thứ nhất là phiền, ghi lệnh rất là mệt, thứ hai rất là nguy hiểm các bạn, nó có những cái nguy cơ xảy ra và thực tế không ai muốn truyền máu, chỉ truyền khi thật sự cần thiết, nhớ điều đó ha. Những cái bệnh nhân thiếu máu mãn tính, tức là như anh nói, nếu mà thiếu một ngày hai ngày thì cơ thể chịu được, nhưng nếu một tháng, một năm, 10 năm chắc chắn là không chịu được và bắt buộc phải truyền. Truyền để chi? Để ổn định huyết động, để cung cấp đủ oxy theo cái nhu cầu của cơ thể. Chắc chắn là chúng ta không có đưa máu như bình thường được rồi đó, nhưng chúng ta đảm bảo cho nó ở cái mức cơ bản mà cơ thể có thể sinh tồn được, và đó là phạm vi chính cao. Chỉ định truyền máu chỉ bắt buộc đối với hemoglobin thiếu 7, được chưa? Thực tế trên lâm sàng thì chỉ định truyền máu tùy thuộc rất nhiều vào cái bệnh cảnh lâm sàng. Mỗi một cái bệnh cảnh lâm sàng nó sẽ có một cái chỉ định truyền máu riêng. Tuy nhiên về cơ bản, nếu hemoglobin dưới 7, bất kể trường hợp nào chúng tôi phải truyền máu ngay lập tức. Chưa? Chỉ trừ những trường hợp mà hemoglobin dưới 7 mà nó đang sắp phù hồi, tức là đang quá tải tuần hoàn thì phải cân nhắc không truyền được. Được chưa? Thì những cái trường hợp này rất là khó và nói như các bạn biết vậy thôi. Tóm lại, hemoglobin dưới 7 là truyền, mục đích truyền để duy trì cái nồng độ hemoglobin từ 7 đến 9 gram. Ta có phân chỉ định truyền máu trong trường hợp thiếu máu cấp và thiếu máu mạng. Trong trường hợp thiếu máu cấp thì thiếu máu mức độ nặng, được chưa? Cái phân độ thiếu máu thì từ 9 cho đến 11 là thiếu máu nhẹ, từ 7 đến 9 là trung bình, và dưới 7 nó là mức độ nặng. Và nếu như hemoglobin dưới 7 tức là mức độ nặng phải truyền. Trường hợp thứ hai đó là thiếu máu mức độ trung bình nhưng bệnh nhân đang chảy máu và đang tản huyết, tức là cái nguy cơ hemoglobin lúc đó không ổn định mà có thể nó giảm nữa, tức là đang cái ngưỡng trung bình nhưng mà bây giờ nó đang chảy máu thì có nguy cơ nó sẽ tụt xuống cái mức độ này, được chưa? Và đôi khi nếu mà mình để thì không phải đơn giản nó chỉ là cái số lượng hemoglobin đâu mà nó còn là huyết động, nó có thể gây ra một cái não thần kinh. Do đó đây là hai quy định khi truyền máu cấp tính, khi mất máu cấp tính. Vậy thì thiếu máu mạng tính thì sao? Thiếu máu mạng tính tức là một cái tình huống bệnh nhân thiếu máu kéo dài và chúng ta không giải quyết được nguyên nhân. Thường thì chúng ta phải đi tìm nguyên nhân và giải quyết nó thay vì truyền máu. Trong trường hợp các bạn bệnh nhân thiếu máu mạng tính thì chúng ta không có giải quyết nguyên nhân, thì giống như chúng ta truyền một cái thùng rỗng vậy đó, ở trên truyền nước chảy nữa chẳng hạn. Nhưng thì chung có không? Không. Thường là những cái tình huống mà không tinh không quyết, được chưa? Cái tình huống mà chảy máu bị đả trong bao tử nghe không phải dung hót nha, đó là những tình huống lấy chạy dài u di ca mắt, làm chảy máu bị đả trong bao tử, là thay vì mình đi tìm nguyên nhân mình giải quyết thì mình cứ truyền máu, thì ở trên truyền như thì dưới chảy rất nhiều, được chưa? Ít khi nào người ta truyền lắm, chỉ trường hợp quá nặng người ta mới truyền thôi. Và nếu như bệnh nhân lớn tuổi thì có rất là nhiều cái nguyên cơ, bên cạnh những cái phản ứng do những cái tai biến cho truyền máu thì nó sẽ có những cái phản ứng do quá tải tuần hoàn, tức là những cái bệnh nhân lớn tuổi có bệnh lý tim, suy tim, những bệnh nhân có suy thận chẳng hạn, thì chỉ cần các bạn truyền vào một đơn vị máu là tức là khoảng 250 ml thôi, bệnh nhân sẽ lập tức rơi vào tình huống phù hồi cấp, do đó cấp cứu nội khoa nó giống như một cái ly nước nó đầy rồi, tức là cái phổi của bệnh nhân lúc này giống như một cái ly nước vừa đầy luôn, các bạn chỉ cần đổ thêm một giọt vào nó sẽ tràn ra ngay. Các bạn hiểu nó tràn ra đâu không? Tràn vừa phổi đó các bạn, các bạn
tự tự cái phổi tự bình thường nó đau một tí, lúc này máu nó sẽ chảy đầy lên trong phổi thì sao? Đó là cái tình huống phục hồi nhiều người không. Cho nên thường những cái bệnh nhân lớn tuổi mà có suy tim suy thận đi kèm thì người ta truyền rất ít, nếu cần truyền một đơn vị mà phải dùng đại tiểu để gì, để người ta giữ cái hemoglobin và người ta thải cái nồng độ thể tích dịch ra ngoài để tránh nó quá tải tuần hoàn. Và làm hemoglobin mục đích đó là để cải thiện cái lâm sàng chứ không phải để đưa về cái mức bình thường, tức là cho trên 7 thôi, không cần phải đưa về 11 tới 16, không có làm chuyện đó. Thế nào, ta nói là khi hemoglobin trên 7 thì không cần phải truyền. Mình đã học xong cái chỉ định truyền máu rồi, bây giờ cái quy trình để lấy máu như thế nào? Thường á, nó sẽ có những cái bước sau. Đầu tiên là cái bước sàng lọc là cái buổi hiến máu, không phải ai cho máu cũng được các bạn. Chị là không có hiến máu được, đúng không? Bệnh nhân viêm gan không đi hiến máu được. Tại sao? Máu của các bạn lúc này không phải thuốc định kỳ đâu mà nó là cái nguồn lây, được chưa? Nó sẽ lây bệnh cho người ta. Cho nên cái bước đầu tiên khi mà chọn máu thì người ta sẽ chọn ở đâu? Người ta sẽ chọn trường học, những cái trường đại học á, chắc chắn ở đây sẽ có người đi hiến máu rồi. Ai? Người ta những thanh niên ưu tú, người ta rất là nhiều nhé. Đi hiến đi rồi biết, không phải hiến cho lấy 200.000 hiến bình thường, không phải. Hiến máu đi, khi mà tủy xương chúng ta nó tăng cái sản xuất tạo máu thì chúng ta hiến máu sâu các bạn sẽ thấy sự thay đổi. Thử đi, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ có người hiến máu, mình phải qua một cái quá trình sàng lọc. Thứ nhất là bạn phải đủ tiêu chuẩn để cho máu, tôi không cần biết máu là có bệnh hay không mà phải đủ tiêu chuẩn cho máu nè, rồi phải đủ chiều cao, đủ cân nặng để cho máu thì người ta mới chấp nhận lấy máu của bạn. Và khi lấy máu về đó thì người ta sẽ trở lên đâu cái bệnh, lúc đó máu thì chưa biết là máu gì hết, được chưa? Và người ta sẽ chọn máu ở đâu, ở những cái trung tâm xử lý về máu. Và cả Việt Nam thì có 5 cái trung tâm làm được cái chuyện đó, riêng miền Nam mình thì có đến 3, riêng miền Nam mình thì có đến 3 trung tâm về máu huyết học, được chưa? Ở Cần Thơ một, ở Sài Gòn là hai, tức là hai nơi được phép xử lý máu, chứ không phải các bạn người nhà các bạn lấy được máu là phải cho liền được, không phải. Chúng mình sẽ biết, tức là khi mà lấy máu có thể mình lấy ở đây, ta sẽ đi về vùng sâu vùng xa ta lấy được, nhưng mà ta đi theo xe ta có cái thiết bị của bạn, người ta sẽ đổ về những cái trung tâm xử lý máu, cái trung tâm huyết học lớn á, người ta có những cái công cụ, những cái thiết bị đúng chuẩn nước ngoài để xử lý máu, và máu nó mới được đem đi sử dụng trong bệnh viện. Tức là máu này phải đảm bảo không có bệnh, không có nhiễm trùng, không có sốt rét, không có sốt xuất huyết, không có viêm gan, không có HIV, vân vân. Và khi đó thì máu xử lý xong, chọn lọc xong thì người ta sẽ đưa vào xử lý. Một mạch máu toàn phần thì có thể tách ra rất nhiều thứ, không chỉ đơn giản là máu. Chút nữa mình sẽ biết. Rồi, như vậy chế phẩm máu phải sàng lọc an toàn cho việc máu có rất là nhiều nguy cơ. Nếu máu không được xét nghiệm thì không được phép sử dụng. Thứ hai là một đơn vị nào phải có tất cả các thông tin. Thứ nhất là nhóm máu hệ HBO rõ ràng. Đây là không bắt buộc nha. Mạch máu nào phải có đủ thông tin này hết. Một HBO, hai là các ba ngày lấy máu, bốn là ngày hết hạn. À, cái đầu dễ lầm đó, lấy cái này không ai để ý nè, rất là nguy hiểm nhé. Máu có thời hạn bảo quản và sử dụng nha các bạn, không phải là xài suốt đời nha. Và chất chống độc, chất chống độc này nó sẽ có vai trò gì chút nữa mình biết luôn. Một bình máu, một cái máu thể tích máu khoảng chừng 350 ml các bạn hiến, mình sẽ làm được cái thứ này, rất là nhiều thứ. Thứ nhất, đây là máu toàn phần,
gần như là hầu hai cái này đi dùng hết. Được chưa? Vậy thì khi các bạn bị thiếu máu, người ta truyền máu thì truyền cái gì? Nó truyền cái này nè, hoặc cầu lọc. Tức là ta quay đi tập, ta tập đầu này tắt phần hồng cầu ra, và đơn giản là ta chỉ truyền hồng cầu cho các bạn thôi. Tiếp theo đó là cầu rửa, chúng có cái phần riêng luôn. À, nó có thể tắt cái tiểu cầu ra để mình truyền trong cái những cái bệnh lý về giảm tiểu cầu, được chưa? À, những cái bệnh nhân bị giảm tiểu cầu, ví dụ như bình thường đó là 150 cho tới 400 ngàn, có thể là 500 thôi. Thì các bạn thấy tùy cái máy, tùy cái labo, thường thì tối yếu là 150 tới 400 ngàn. Nếu bây giờ bệnh nhân mà có 100 ngàn tạm được, không sao hết, nhưng một chạy máu thì thôi. Nhưng cái 50 ngàn tức là nó giảm xuống, lúc này khá là nguy hiểm mà. Ví dụ mà bệnh nhân bị xuất huyết giảm tiểu cầu mà tiểu cầu còn 50 ngàn, tức là bệnh nhân này chỉ cần té cái là chạy máu không cầm được, được chưa? Mà xui cái bệnh nhân này bị dư ruột thừa, rõ không? Rõ, không ai cắm hết rồi sao? Kéo le quá, đúng không? Bây giờ các bạn có dám là đặt đi ra mổ thì có cần mổ không? Không, mổ thì nó chảy máu chết liền luôn. Do đó bắt buộc những cái tình huống này mình phải có tiểu cầu, mình nâng tiểu cầu lên đủ cái mức cho phép. Tại vì thời gian quá quỷ tiểu cầu nó sẽ kéo dài khoảng 4-5 ngày, thì đó là cái thời gian vàng để các bạn tiến hành phẫu thuật, được chưa? Thì đó là cái giá trị của cái tiểu cầu. Rồi ở đây thì mình có cái khối tiểu cầu gạt tắt, tức là tắt cái tiểu cầu nhỏ ra thành cái kiếp tiểu cầu, thể tích nhỏ hơn, cái giá trị sử dụng nó rộng rãi hơn. Đây mình sẽ có huyết tương tươi trong lòng. Mới học trong cầm máu nhớ mấy yếu tố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chắc nhớ này, được chưa? Có bệnh lý nào gây thiếu như thế đó? Đó, rất nhiều. Và khi mà thiếu, khi các bạn bị chảy máu do thiếu yếu tố đồng máu thì các bạn chỉ có thể được cứu bởi yếu tố đồng máu, tức là huyết tương tươi đồng máu. Mình sẽ cho cái huyết tương các bạn đi qua một cái hệ thống đồng máu, một cái hệ thống đau lạnh á, rồi nó âm bao nhiêu độ em nó không nhớ, thì lập tức cái các yếu tố đồng máu sẽ bị kết tổ lạnh xuống liền, thì mình sẽ thu được những yếu tố đồng máu từ cái cách đó. Và khi cần thì mới có để xài, chưa? Cái tủ lạnh tính chất nó cũng tương tự, nhưng mà cái thành phần nó khác. Giờ nói về máu toàn phần, mình sẽ có một cái đơn vị máu thường thì mình sẽ có 250, đó là trên lâm sàng á, một cái túi 250. Đôi khi mình sẽ thấy túi lớn hơn 350, có khi là túi 450 trong trường hợp những trường hợp là phẫu thuật lớn hay phẫu thuật tim đó, thì người ta sẽ dùng cái này. Thì máu tổng hợp thì nó sẽ chứa máu và chất kháng độc. Cái nồng độ hemoglobin của nó là tới 12 gram trên decilit. Được chưa? Tức là bình thường bệnh viện mình đây là từ 1 nó lên tới 12. Bình thường nó lên tới bất thường, nó lên bình thường thì HCT nó rất là cao, từ 35-45%. Nó không có tiểu cầu và có yếu tố đồng máu. Thực tế ngày nay máu tổng hợp không ai dùng để truyền đó, do nó có chất kháng độc. Học đồ lắm, đây là cái thứ các bạn dùng để truyền khi cần. Khi người ta nói thiếu máu hoặc truyền máu thì mình sẽ truyền cái này. Giờ bản chất đó là một cái đơn vị học đồ lắm, mình tách ra từ máu tổng hợp, tức là nó chỉ có học đồ thôi. Thể tích của nó 250-350, không có huyết tương. Một đơn vị 250 ml nó sẽ cung cấp được 1-2 gram trên decilit và 3% HCT. Nguyên gì cho cực thì trong sách có mà. Hồi nãy giờ đâu có nói gì ngoài sách đâu. Hứa luôn á. Không câu rửa. Không câu rửa là sao? Tức là mình sẽ dùng cái nước muối sinh lý á, cầu quay liên tâm, một lần quay, một lần bạn vậy thì là một lần rửa, một lần rửa ba lần. Thì mục đích là gì? Là để tẩy các cái kháng thể có trong huyết tương.
tư và cái bề mặt toàn cầu. Một số cái bệnh lý người ta bị dị ứng bởi cái truyền máu do một truyền quá nhiều dòng máu và nó sẽ xuất hiện cái các thể lạ, do đó bắt buộc người ta phải truyền cái hộp cầu rửa để tránh dị ứng. Đây một cái ống máu là người ta sẽ đi quay đi đâu mình sẽ thấy rất là rõ hai phần nha. Đây là phần plasma, đó là huyết tương ha, và đây là phần cầu. Rồi cháu thấy gì vậy? Một cái túi máu này dưới mình thấy không? À, đây là cái túi máu mà ta được dùng. À, đây là máu lòng sàng, tức là nó máu tổng hợp là máu người ta mới lấy về từ những cái từ nguyện viên. Người ta sẽ quay liên tâm, người ta sẽ bỏ vào máy cơ quan năm nghìn vòng thì nó sẽ tách ra được hai phần tuyến tư và phần hồng cầu. Được chưa? Đây thì mình sẽ có cái tuyến tư tươi đâu mà số hình ảnh thì các bạn dễ hình dung hơn, cái này không có thi đây đâu. Nha, đây là khối tuyến cầu ngày tết. Phần cuối cùng, phần cũng là phần rất là nghe, đó là phản ứng truyền máu. Nó một cách đơn giản thì truyền máu có thể có những cái phản ứng rất là nhẹ, rất là bình thường, bạn chả cần làm gì cũng hết. Nhưng có những cái phản ứng là bạn không làm gì mà chết, chết trong vòng 3 phút đồng hồ. Đó, có thể phản ứng đó, có thể xảy ra rất là nhanh, có thể là 5-10 phút là thấy liền, có thể nó chậm hơn chút xíu, 1-2 tiếng, 1-2 ngày. Nhưng có những cái phản ứng mà nó kéo dài cả năm, 1-2 năm nó chưa phát bệnh nữa, và sau này vô tình thì nó mới biết được. Và cũng có những cái phản ứng rất nặng, cực kỳ nặng và cái tử vong ngay lập tức, mình phải biết thì mình sẽ biết. Thứ nhất thì nếu là những cái sai lầm về mặt kỹ thuật thì mình có thể tránh được. Sai lầm ở đâu? Sai lầm ở hành chính. Hành chính tức là sao? Hồi xưa thì cái quy trình được chống máu là bằng tay, tức là cái túi máu các bạn thường coi nó là chống máu gì, cái bằng đầu trong cái phiến đá các bạn biết được đó là chống máu ABO và chống máu A dương chẳng hạn, thì mình sẽ ghi tay lên trên đó những cái thông tin hồi nãy em nói. Trên cái mạch máu ngày xưa là người ta ghi tay, người ta chuyển xuống cho mạch máu là tử. Thì nếu làm tay chắc chắn sẽ có lỗi. Nhưng làm một bệnh hay bệnh không sao, làm 1-200 bệnh có nguy cơ bị lỗi. Sai kỹ thuật, đang định nhấn máu nghe quan hải thái vuông vuông quá chạy qua coi về coi. Sai, sai có không? Có. Định nhấn máu sai và hậu quả nếu các bạn định nhấn máu sai thì chắc chắn là sẽ truyền máu sai. Ngày nay cái chuyện đó rất hiếm, toàn bộ nó đã được tự động hóa hết, nghĩa là người ta chỉ cần đưa cái bình máu vào máy là máy nó có một cái hệ thống di chuyển, nó chạy cho ra toàn bộ kết quả như là nhóm máu gì, ABO loại gì, rồi hạt gì, ngày tháng sử dụng, có toàn bộ thông tin trên đó. Cho nên cái kỹ thuật này ngày nay rất là hiếm gặp nha. Tuy nhiên hiếm chứ không phải không có, nên phải biết để mà cẩn thận nha. Những cái tai biến tiếp theo là những cái tai biến mà mình không biết và không cách nào cảm được. Nếu gặp thì coi như là xui, nhưng khi mà xui á thì phải biết cách để mà xử lý, chứ không thì sao? Người nhà nó cầm dao cũng được á. Ở đây mình sẽ có những cái phản ứng đầu tiên, đó là những cái phản ứng miễn dịch dị ứng. Lý do đó là khi mình truyền máu không phải lúc nào mình cũng tách được toàn bộ cái hộp cầu ra. Đầu tiên nó có cái kháng thể lạ ở trong máu người cho, và mình truyền một bệnh hai bệnh không sao hết. Xui cái mình truyền nhầm những cái người đó cái cơ địa quan cảm, chẳng hạn như là những cái bệnh nhân hen, những cái bệnh nhân cần truyền máu nhiều thì sớm hay muộn nó sẽ dính những cái kháng thể lạ đó, và chắc chắn cái phản ứng miễn dịch sẽ ra. Những cái phản ứng miễn dịch có thể rất là nhẹ, chẳng hạn như là thổi vẫn ngứa bị đai thôi. Đôi khi nó có những cái phản ứng quá mạnh rất nặng, nó đưa vào sốc phản vệ rồi chẳng chết như là tức. Cái nhóm tai biến thứ hai, không biết, không thấy và không né được nhiễm. Thì ngày xưa thì những cái kỹ thuật mà trước năm 2000 á, ta không có định lượng được các cái bệnh lý về viêm gan,
nằm, nếu nó nằm ở cái giai đoạn mà đủ mình đó, không cách nào mà tìm được đâu. Do đó khi mà mình sử dụng đưa vào lâm sàng mà xài thì nó được truyền thì nó sẽ tìm ở những cái nguy cơ và những cái bệnh đó, được chưa? Thứ hai đó là ngày nay mình sẽ dẫn dắt đó là mình bảo quản, bảo quản thì mình phải để đúng nhiệt độ và xung cho mình nó tốt đẹp, chỉ cần một chút xíu là phải chừng 2 phút thôi, nhiệt độ bảo quản của mạch máu nó sẽ tăng lên một chút xíu rồi mạch máu nó sẽ bị biến tính ngay lập tức, và nó là môi trường cho những cái vi khuẩn sống nên nó phát triển. Và nếu như cái mạch máu nó bị nhiễm khuẩn, các bạn nhìn như các bạn có biết không, áo không cách nào biết được hết, các bạn đem truyền thì các bạn sẽ đưa trực tiếp vi khuẩn vào hệ tuần hoàn của bệnh nhân, và một cái bệnh lý trên lâm sàng người ta gọi là sốc nhiễm trùng, tức là vi khuẩn nó nằm trực tiếp ở trong máu và nó sẽ gây suy đa tuần hoàn cực kỳ nhanh, một cái tai biến rất là đáng sợ. Okay. Tiếp theo là cái vấn đề ít gặp hơn, nếu có kinh nghiệm lâm sàng có thể né được nhưng không thấy được bắt buộc. Có kinh nghiệm là sao các bạn biết không? Các bạn biết có kinh nghiệm là sao không? Là bị rồi á. Có kinh nghiệm là bị rồi á. Gặp rồi chứ nấu miệng rất là dễ. Thầy sẽ nấu một bài các bạn, các đời có khi các bạn nếu mà bạn làm có sự ra bạn không gặp. Nhưng các bạn gặp rồi một lần thì các bạn sẽ biết nó đáng sợ và nó đáng nhớ thế nào. Cho nên dùng được kinh nghiệm là sao? Là gặp rồi. Gặp rồi mới biết được. Những cái người nào có cái nguy cơ quá tải tuần hoàn, truyền máu cực kỳ cẩn thận và theo dõi. À, những cái nguy cơ tiếp theo là rối loạn điện giải, thay bằng con tim nó cũng sẽ có biến đổi. Rồi, học cái này nè. Để khi truyền máu mà có tai biến thì biết được và xử lý. Một, khi phát hiện có tai biến, bước đầu tiên là cái gì? Ở đây thì người ta đưa nó vào bước thứ hai, nhưng mà thực chất bước đầu tiên là bạn phải ngừng truyền máu ngay lập tức. Làm gì làm? Nếu có tai biến cho truyền máu thì nên ngừng truyền máu lập tức. Nhưng về lý thuyết thì người ta kêu là một cái đường truyền bằng cái dung dịch đặc trưng. Dung dịch đặc trưng thì mình có NaCl, Ninja Lactate và Luco 5%. Thường thì người ta sẽ dùng NaCl. Mình lập một cái đường truyền ổn định của dung dịch đặc trưng để chi? Thì thứ nhất, mình sẽ cấp cứu kịp thời. Ta cần đưa thuốc vào, sẽ có một cái đường tĩnh mạch để người ta đưa thuốc vào. Thứ hai đó là giữ nguyên bộ dụng nguồn truyền máu, khóa nó lại và đưa nó lên một xét nghiệm. Thứ ba là chúng ta sẽ lấy máu, một cái máu khác của bệnh nhân, người ta sẽ kiểm tra lại cái thông tin về cái con số máu này, chẳng hạn như là huyết đồ, định nhóm máu. Và nếu mà những cái tai biến mà nghĩ do nhiễm đó, thì chúng ta sẽ cái máu để người ta kiểm tra bệnh nhân có bị nhiễm trùng huyết không. Rồi bước thứ tư, bạn giao ký nhận. Biết ký nhận gì không? Kiểm thảo bên trong. Thường những cái tai biến này rất là nặng ha. Nếu nó nhẹ thì các bạn chẳng cần làm gì cũng hết. Nhưng mà nếu mà để cái ký nhận á thì gần như là phải lên uống trà với nhóm ốc á. Rồi bây giờ mình sẽ có những cái loại tai biến thì người ta sẽ chia làm hai nhóm, tức là nhóm miễn dịch và nhóm không miễn dịch. À, người ta sẽ chia ra những cái thời gian khác như là cấp tính, mãn tính và những cái nguyên nhân không nằm trong hai nhóm này. Thì đa phần nếu mà rơi vào tình huống cấp tính thì nó sẽ rất là nặng. Những cái tình huống mãn tính thì nó có thể nặng, có thể nhẹ, nó bị tình huống. À, những cái nguyên do khác thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Ở đây về nguyên nhân miễn dịch thì mình sẽ có cái tai biến tái biến cấp, tức là truyền nhầm giống máu. À, những cái phổi quá mỏng là do cái kháng nguyên kháng thể. Ở đây mình sẽ có cái tổn thương phổi xâm truyền máu, tức là nó khác biệt của hệ HLA, tức là cái hệ thống kháng nguyên toàn cầu người ấy, của người cho với cái tế bào trong mạch phổi, và nó sẽ gây tổn thương phổi. Đối với nhóm nguyên nhân không miễn dịch thì mình sẽ có nhiễm trùng huyết, quá tải tuần hoàn và viêm tắc khí, này thì ít gặp lắm. Nhóm nguyên nhân mãn tính có thể xảy ra chậm hơn, chẳng hạn giống như là tai biến,
thuộc. Nó sẽ gồm có gì kiểm dịch chống kháng nguyên hoàn cầu và gì kiểm dịch chống kháng nguyên hoàn cầu. Ở đây nó có một cái nhóm gọi là phản ứng tăng ghép trong ký chủ, tức là máu nó sẽ xem cái vật lạ, và nếu trong cơ thể nó sẽ xuất hiện cái vật lạ thì lập tức cái phản ứng cơ thể là mình sẽ đào thải toàn bộ ra ngoài. Đôi khi nó vẫn có lợi, nhưng trong cái trường hợp truyền máu thì nó không có lợi nữa. Giống như cái miễn dịch thì mình sẽ có chuyện siêu vi, chẳng hạn giống như là cái gì diệt lại trong máu, HIV, viêm gan B, C nha. Mình sẽ có diệt ký sinh trùng, hạn như là ký sinh trùng sốt rét các bạn. Những tình huống mà ứng sắc, tức là các bạn truyền nhiều máu vào thì các bạn biết là sắt trong cơ thể mình á, nó được tái sử dụng và tái hấp thu nhưng nó không được đào thải. Xin lỗi. Sắt về cơ bản nó có thể hấp thu nhưng không được đào thải. Nghĩa là nếu các bạn thiếu sắt, các bạn chỉ cần đơn giản là ăn nhiều rau hoặc là thịt bò vân vân có thể bù được. Còn đơn giản hơn, các bạn phải uống một viên thuốc sắt, các bạn sẽ bù đủ lượng sắt. Nhưng nếu các bạn cung cấp quá cái lượng sắt quy định thì nó sẽ không thải ra được, tức là không có cái cơ chế nào thải sắt ra ngoài. Và đặc tính của sắt ở trong cơ thể là nếu như nó ứ ở đâu nó sẽ phá hủy ngay ở đó, ứ ở tim phá hủy tim, ứ ở gan phá hủy gan. Do đó khi các bạn truyền nhiều thì các bạn biết sắt ở đâu trong máu, các bạn biết là sắt nó nằm đâu trong máu, làm gì có sắt, đúng không? Đúng rồi. Hemoglobin đấy các bạn, hemoglobin nó sẽ có hai phần là phần heme và phần globin. Phần heme nó có sắt trong đó, nếu các bạn truyền nhiều máu vào thì nó sẽ ứ sắt. Và những nguyên nhân khác, tức là những nguyên nhân nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như là dị ứng ở bề đai, xuất huyết nhập tinh cầu sau truyền máu, những số không chúng ta biết. Nếu như không bị dịch thì mình có thể có các bộ huyết áp khi dùng với cái thuốc chế đường truyền. Rồi mình lướt sơ về những cái nguyên nhân này. Mục đích của những nguyên nhân này là để các bạn học được coi nó biểu hiện lâm sàng như thế nào. Mình nói rất là nhiều nguyên nhân nhưng có thể các bạn không nắm được, mình sẽ đưa những cái nguyên nhân chính thường gặp lên cho các bạn biết. Thứ nhất đó là số không chúng ta biết bệnh nhân sẽ có biểu hiện gì. Đơn giản bệnh nhân sốt, được chưa? Đây nó là cái sự xung đột của cái hệ miễn dịch của bệnh nhân và cái bạch cầu, cho nó sẽ giải phóng ra những cái liên kết lực kim nó tác ra liên kết hai, nó là những cái quá trình cùng dạng về sốt. Dị ứng nó bị nổi bề đai, được chưa? Nó có phải cái bề da hay bệnh nhân than ngứa nổi bề đai còn đỏ, thậm chí là có xuất huyết dưới da nữa, thì do ứng với các cái thành phần của huyết thanh được cho. Thì việc đơn giản các bạn làm đó là ngưng truyền máu, sử dụng cái antihistamine và corticoid là có thể giải quyết được. Tuy nhiên có những tình huống nó nặng nề hơn, có thể dẫn đến phù huynh, tức là phù thân ngoài và nó đứt tắt cái đường thở ngay còn hàng khó thở, thì gặp cái tình huống này phải lập tức ngưng truyền máu. Bây giờ là truyền đi như một cái cấp cứu nội khoa. Đây là một cái cơn adrenaline, tức là cái cơn hạ canxi trên truyền máu. Thì các bạn biết là trong chất bảo quản của máu nó sẽ có một cái thành phần gọi là xi cáp. Khi các bạn truyền nhiều nhóm máu á, các bạn truyền cái dịch bốn năm lượng máu thì cái phần xi cáp nằm đâu, nó sẽ nằm toàn bộ trong cơ thể chúng ta. Và xin cáp thì nó sẽ bắt canxi, CO3, CaNO3, nhớ không? Còn nhớ cái đó, thì đã quên. Quá lớp 12 rồi, ngát thôi rồi. Rồi, xin cáp sẽ bắt canxi và nó bắt đầu. Do đó, khi mình truyền nhiều máu, tức là mình bơm nhiều xin cáp vào trong cơ thể thì nó sẽ gây tụ canxi. Do đó người ta khuyên rằng nó bổ sung ion canxi nội truyền sau khi truyền 4 đến 5 tháng phải bổ sung một cái ống canxi, được chưa? Rồi đây đáng sợ nhất, truyền nhầm trong máu.
một cái tình huống tái nguy cấp xảy ra do sự viêm khớp kháng nguyên kháng thể và rất nhanh, có thể là đến 15 phút, có thể là ngắn hơn, bệnh nhân sẽ có chua liền, sốt làm run, giống như này, kèm theo đau nhức, tức ngực, khó thở, bị trơ, thậm chí nặng hơn có tiểu máu suy thận cấp của huyết áp hoặc nhân nhỏ, hoặc cũng khiếp hơn, chảy máu lên láng luôn. Nếu bệnh nhân mê thì sao? Tức là những cái tình huống bệnh nhân phẫu thuật lớn chẳng hạn như phẫu thuật tim chẳng hạn, thì bệnh nhân cần truyền máu và xui sao bệnh nhân đang truyền máu thì truyền nhầm nhóm máu, có không? Có. Rồi bệnh nhân mê thì người ta đâu có biết nói, do đó người ta nói cái gì, người ta sẽ nói vào huyết áp, huyết áp bệnh nhân sẽ tụt xuống và máu sẽ tạt ra các cấp mộ, đó là dấu hiệu của truyền nhầm nhóm máu khi bệnh nhân mê. Truyền máu hẹn đi xuống, thì mình biết sẽ có hai cái nguyên nhân gây truyền máu bất động hệ rì xuống. Thứ nhất đó là cái truyền máu của rì xuống dương cho người có rì xuống âm, thì nó sẽ xảy ra một cái phản ứng y như là tai biến truyền máu amylo. Trường hợp thứ hai đó là một người mẹ có rì xuống âm nhưng mang thai thì con rì xuống dương. Các bạn có học cái tình huống đấy chưa? Sinh biến máu thì chắc chắn không cái đó rồi, ai không biết chúng ta, ai không biết, ai biết không biết cũng không biết. Rồi ở đây có bao nhiêu người này xuống năm giơ tay đó, để cần phải học không? Tại sao người Việt Nam 99.9% là rì xuống dương. Do đó nếu bạn mang rì xuống âm mà là nữ lấy chồng, chắc chắn là 90% là sẽ gặp người rì xuống dương. Vậy thì tình huống gì xảy ra? Tình huống là nếu con rì xuống âm thì sao? Không sao hết. Nếu con rì xuống dương thì sao? Không sao, sao bình thường. Nhưng nếu các bạn không biết mà không làm gì hết và để mang thai lần thứ hai mà con lại là rì xuống dương, lúc này có sao không? Có. Do về lý thuyết thì rì xuống dương ở người ở cái bé lần đầu á, không có cách nào đi qua cái nhau thai và nó đến cái hệ tuần hoàn của người mẹ đó. Nhưng thực tế có không? Có. Có đâu? Có ở cái đường qua chạm đi đụng vô chân bàn cái rất cái miếng bột thôi, nhỏ hơn cái mọi lúc các bạn không thấy được, nó cũng sẽ có tổn thương và nó sẽ có di chuyển cái thì đều qua. Có đâu? Có đâu đúng sao? Được chưa? Khi mà các bạn xăm thì cung chuyển dạ và cái khúc tử cung để đưa bào thai ra ngoài, và chắc chắn quá trình đó sẽ có ma sát và chắc chắn sẽ có ATD đi vào cơ thể người mẹ có đề xuất không. Người ta biết được cách nào, người ta định lượng, người ta định lượng được, người ta chứng minh rằng có. Như vậy chuyện gì xảy ra? Không có gì xảy ra hết ở lần mang thai đầu tiên. Nhưng trong cái quá trình sanh thì người mẹ sẽ tiếp xúc với một số ATD và sẽ xuất hiện các tự kháng thể chống lại cái kháng nguyên đề, được chưa? Tại sao? Tại vì người mẹ là về xuất âm. Bây giờ nếu có kháng nguyên đề đi vào cơ thể thì lập tức sẽ sinh ra cái kháng thể kháng đề xuất. Nhưng cái số lượng nó nhỏ và nó không ảnh hưởng gì tới người mẹ hết. Cho tới lần thứ hai, khi mà mang thai tiếp tục vẫn là con đề xuất dương, lúc này kháng thể của người mẹ, tức là ATD đó, nó sẽ đi qua đường giao thai và đến bào thai, và lần thứ hai chắc chắn là nó sẽ có một cái phản ứng tái huyết ở bào thai và gây sảy thai, hiểu chưa?
Như vậy thì có cách nào phòng không? Có. Có cách nào? Mọi cách đó sao rồi? Tiến đâu ra phòng 1%, tiến đâu ra 1-2%, khó lắm. Có. Cứ lấy chồng bình thường đi, rồi đọc sách biết học rồi biết à. Được không? Sao? Mình sẽ sử dụng những cái thuốc, những cái kháng thể, tức là những cái kháng nguyên đê trong cái quá trình sinh và định kỳ trong cái quá trình mang thai là được. Được chưa? Các bạn sẽ biết thêm ở, xin lỗi các bạn ở lớp nào học cái đó sẽ chắc là không biết, nhưng mà nếu bạn nghĩ đó đó, các bạn nếu muốn biết thêm á, thì vui lòng liên hệ với các bác sĩ sản và để tập hợp chương trình để giải thích cho nha. Tính học đi, những cái đó là những thứ mà nó cần biết và nó có ý nghĩa trong, có ý nghĩa chứ, là này có người có rằng âm là phải có ý nghĩa chứ, đúng không? Hả? Gì bán máu gì vậy? Sao sao lại có cái gì bán máu ở đây? Mình lại có thiếu máu hay là mình có bán máu các bạn? Rồi, một số cái tai biến lây nhiễm khác nói nhanh thôi nha, tức là bảo quản sai mức độ nó rồi ha, cúp điện hoặc là cái bảo quản cái mức độ không thích hợp thì nó sẽ làm biến tính máu. À, mình có thể lấy máu sai kỹ thuật, tức là cái quy định lấy máu nó bị sai và đưa cái vi khuẩn vào đường máu, được chưa? Tiếp theo thì mình sẽ có những cái lấy máu và cái bệnh nhân mà tầm soát không ra, cũng như là HIV, HPV, HCV. Ví dụ cái HIV đi, cái thời gian ủ bệnh của nó 6 tháng, tức là sau khi nhiễm 6 tháng hoàn toàn không phát hiện được ở trên lâm sàng cũng như là xét nghiệm. Vậy thì nó bị hôm nay, ngày mai nó đi hiến máu, ai mà biết? Nên có. Được chưa? Ký sinh trùng sốt rét, có. Tóm lại, hết tình hình. Mừng chưa? Nghe còn tin chịu đi cái đầu quá không? Tóm lại thì nhớ là một số ý. Thứ nhất, truyền máu là một kỹ thuật để cứu mạng. Do đó, khi nào cần cứu mới truyền, không cần thì thôi. Hiệu quả rất cao, thấy được liền, được chưa? À, rất an toàn ở ngày nay nếu mà làm đúng quy trình. Và thực tế thì dù các bạn không biết thì người ta giải có một cái quy trình khép kín để làm cho cái quy trình đó nó diễn ra tới 3-4 giai đoạn trước khi máu được truyền vào cho người ta. Tự nhiên ngày nay các bạn hãy yên tâm. Nếu như nó sai ở cái quy trình này, tức là nó sai cả một cái hệ thống, rất là tình huống xảy ra, tức là ngày nay truyền nhầm nhóm máu, nếu có nó sai phải 4-5 bước liền, tức là một người sai 4-5 người sau có sai. Nhưng mà có gì đâu, nó khó tại vì mỗi một người á, từ người xử lý máu ở cái trung tâm tuyến đầu là người ta không biết gì về kỹ thuật viên ở đây á, ta làm nếu có sai đưa về đây kỹ thuật viên của cái phòng lưu trữ máu với lời cho hoa truyền máu huyết học á, ta làm lại một lần nữa và không lẽ hai người truyền sai, rất khó. Và nếu sai nữa thì sao? Đưa xuống lâm sàng trước khi truyền máu, người ta phải có một cái bước gọi là biện pháp xuôi và biện pháp ngược, nhớ không? Người ta sẽ làm hai bước, một người ta định nhóm máu albumin tại giường, tức là người ta lấy máu bệnh nhân, người ta có cái giấy thử, người ta định tại giường coi nhóm máu nó là gì, người ta nhìn ngược lại cái đợt máu rồi cho đó là một bước. Bước thứ hai, người ta trích máu của bệnh nhân và máu của cái bệnh máu chịu điều kiện á, người ta thử một lần nữa ngay tại giường trước khi người ta truyền. Cho nên xuôi là cái cuối á, nhưng mà hư tới bước cuối cùng là biết sao luôn nha, tức là nó tán huyết mà không thấy thì chắc đó mới có cái chuyện là nó truyền nhầm dấu máu. Nên ngày nay học thì sợ nhưng mà an tâm, do ngày nay rất hiếm khi xảy ra những tình huống này. Chủ yếu nó sẽ có những cái tai biến nguy hiểm là những cái tai biến mà không nhìn thấy được. Do đó thì tôi hỏi mấy cái đó nha. Tiếp theo, cái này thì các bạn học cho biết thôi, các bạn cần phải làm, tức là đúng quy trình nghiệp vụ. Tức là sao?
có thể các bạn sẽ có một đi lịch truyền máu, các bạn là các bác sĩ nào mà về cơ bản kiến thức đa khoa mọi người biết, kiến thức về truyền máu chắc chắn phải biết, thế nào có khả năng dính người bị nó lọt vào máu từ năm nay, lúc đó là sẽ cần truyền máu á, và khi truyền xui cái nữa bị tai biến truyền máu thì học để biết cách mà xử lý nhé. Đó không phải là lỗi của các bạn nếu các bạn xử lý đúng quy định, còn nếu các bạn quyết nhớ đứng là tái mặt đó là một hồi là nó muốn cho tái luôn nha. Có nha các bạn, giờ các bạn có thấy nghe báo ngày đại diện chưa thấy đúng không, thực tế là bị quấn rất là nhiều nha các bạn, nay nó bạo hành ghê lắm. Ở đây tay còn nhỏ không, tay hút nhỏ không, vậy là mới mốt đi làm là phải bỏ cái mũ hiểm, có gì chạy kịp chứ. Rồi à, tại vì tham khảo mình sẽ tìm cái cuốn bài giải quyết học lâm sàng của thầy Nguyễn Tấn Bình ha, trang 1 đọc tới 24, có gì cho đó.